Và thanh tiến kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của đài phát thanh và truyền hình tây ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11, mời quý khán giả đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn. Theo kết quả đánh giá, tính đến ngày 12 tháng 11, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt cấp độ 2. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh có 1 trên 22 địa phương đạt cấp độ 3 là huyện Cần Giờ, 11 trên 22 địa phương đạt cấp độ 2 gồm quận 3, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè, thành phố Thủ Đức. 10 trên 22 địa phương còn lại đạt cấp 1 trong đó có 4 quận tăng cấp độ dịch so với trước đó là quận 11, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi và thành phố Thủ Đức, cấp độ 1 lên cấp 2. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng tần suất 3 đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng và Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh lên tổng số không quá 19 chuyến khứ hồi một ngày trong tháng 11 năm 2021, tương đương 30% tổng tần suất giai đoạn tháng 4 năm 2021. Với các đường bay khác, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tần suất lên một chuyến một ngày và khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021. Quý vị thân mến, sau một tháng triển khai hoạt động bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 100 cá nhân trên cả nước gửi đến tham gia. Chương trình đã nhận được 52 bản ghi chương trình nghệ thuật và 150 clip video thuộc nhiều thể loại ca múa nhạc, kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, xiết, múa rối, ca kịch. Qua vòng sơ khảo, có gần 200 sản phẩm ghi âm, ghi hình, tuyên truyền phòng chống dịch chất lượng được đề cử để khán giả bình chọn. Từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 12, khán giả có thể tương tác trực tiếp tại website https 2 2 xuyệt knit voting vn thực hiện đánh giá bình chọn cho những tác phẩm chương trình xuất sắc. làm thế nào để đảm bảo an toàn cho người bán vé số dạo trong giai đoạn bình thường mới là vấn đề vừa được lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tân châu đặt ra với các đại lý vé số và lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn để cùng thống nhất giải pháp đảm bảo an toàn cho người bán vé số dạo và an toàn cho cộng đồng Hiện nay, hầu hết những người lao động tự do, những người bán vé số dạo, những người kinh doanh đều đã được tiêm vaccine ít nhất một mũi, phần lớn đã được tiêm hai mũi. Thời gian qua, toàn tỉnh có nhiều ca F0 phát hiện trong cộng đồng, nhiều người có biểu hiện lơ là chủ quan. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu đề nghị các đại lý vé số có giải pháp để người bán vé số không nhận vé số về cho trẻ em đi bán phụ. Các địa phương nếu phát hiện tình trạng này cần có biện pháp can thiệp xử lý ngay và sẽ làm việc với đại lý vé số. Đối với những người bán vé số có smartphone, cần thực hiện quét mã QR khai báo y tế mỗi khi đến đại lý vé số nhận vé số. Những người không có smartphone thì cần được xét nghiệm định kỳ. Thưa quý vị, số ca F0 trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đang tăng nhanh. Thực tế này chỉ rõ, dịch Covid-19 đang có xu hướng lây lan nhanh bất kể độ phủ vaccine cho người dân trên địa bàn tỉnh đã khá cao chủ quan, lơ là sẽ là cơ hội cho dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Tại các hàng quán ăn uống, điểm karaoke, ngoài chủ quán và nhân viên phục vụ, hầu như không khách hàng nào tuân thủ nguyên tắc 5K. Từ khi bước vào trạng thái bình thường mới, truy vết những ca F0 hầu hết ở các tiệm ăn, quán cà phê, tiệm karaoke, chợ, những nơi đông người. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi người cần có trách nhiệm cao với mỗi hoạt động của mình nên hạn chế tụ tập để giảm F0. Thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid-19 lây lan nhiều ở những nơi công cộng có đông người, để phòng chống dịch có hiệu quả, từ ngày 17 tháng 11 năm 2021, chợ phường 3 thành phố Tây Ninh áp dụng phiếu đi chợ theo ngày chẵn, ngày lẻ. Tại cửa ngõ vào chợ, ban quản lý chợ phường 3 bố trí nhân viên kiểm soát người vào chợ thông qua phiếu hoặc quét mã QR đến và đi bằng ứng dụng phù hợp theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Chợ cũng sẽ phong tỏa các cửa phụ, lối đi phụ. Nhân dân và tiểu thương chợ phường 3, thành phố Tây Ninh chấp hành đúng quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, tuân thủ triệt để nguyên tắc 5K khi đến chợ. Kính thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 11 đến 18 giờ ngày 16 tháng 11, Tây Ninh ghi nhận thêm 374 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 313 ca so với ngày 15 tháng 11 trong đó test dương sàng lọc 374 ca, cách ly tập trung 0 ca, cụ thể ngoài tỉnh 1 ca. Huyện Gò Dầu 99 ca tăng 2 ca, trong đó Bảo đồn 7 ca, Cẩm Giang 20 ca, Hiệp Thạnh 5 ca, Phước Đông 14 ca, Phước Thạnh 4 ca, Phước Trạch 7 ca, Thành Đức 8 ca, Thanh Phước 13 ca, Thị trấn Gò Dầu 21 ca. Huyện Tân Châu 88 ca tăng 74 ca, trong đó Suối Ngô 58 ca, Tân Đông 12 ca, Tân Hiệp 1 ca, Tân Hòa 2 ca, Tân Hội 5 ca, Tân Hưng 2 ca, Tân Phú 6 ca, Tân Thành 1 ca, Thành Đông 1 ca. Thành phố Tây Ninh 77 ca, tăng 40 ca, trong đó Bình Minh 2 ca, Hiệp Ninh 28 ca, Ninh Sơn 9 ca, Ninh Thạnh 1 ca, Phường 1 3 ca, Phường 2 3 ca, Phường 3 14 ca, Phường 4 14 ca, Tân Bình 1 ca. Thành Tân 2 ca, thị xã Hòa Thành 57 ca, giảm 14 ca, trong đó Hiệp Tân 5 ca, Phường Long Hoa 8 ca, Long Thành Bắc 17 ca, Long Thành Nam 5 ca, Long Thành Trung 5 ca, Trường Đông 1 ca, Trường Hòa 2 ca, Trường Tây 14 ca. Huyện Dương Minh Châu 45 ca không tăng giảm, trong đó Bào Năng 20 ca, Bến Củi 2 ca, Cầu Khởi 3 ca, Chà Là 5 ca, Phước Minh 2 ca. Phước Ninh 2 ca, Suối Đá 6 ca, Thị Trấn Dương Minh Châu 1 ca, Trung Mít 4 ca, Huyện Châu Thành 5 ca giảm 68 ca, trong đó An Cơ 1 ca, Đông Khởi 1 ca, Hoa Thành 1 ca, Thái Bình 2 ca, Huyện Bến Cầu 2 ca giảm 90 ca, trong đó Long Giang 1 ca, Long Khánh 1 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.951 người cách ly tại nhà nơi lưu trú 7.732 người. Về công tác điều trị, bệnh nhân đã có hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân đang điều trị 5.228 bệnh nhân. Luy kế đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 17.919 bệnh nhân. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện trong ngày 117. Luy kế 12.498. Số ca tử vong 193 ca trong ngày 16 tháng 11 3 ca. Về tình hình phong tỏa, Lũy kế đến ngày 16 tháng 11, tỉnh đã thiết lập 1045 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 223 vùng, 822 vùng đã giải tỏa. Về tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 113 người với tổng số tiền 169.500.000 đồng. Đến ngày 16 tháng 11 đã chi hỗ trợ 121.358 người với tổng số tiền 182 tỷ 911 triệu 220 ngàn đồng. Quý vị thân mến, bản tin Covid-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ Thanh Tiến và Kiều Tiên, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.